cháu luôn này. Nào anh em thả chiêu thức nào. Rồi Kaguya ăn choáng này, tốc biến lên đập rồi bứt chiều cuối luôn. Thanh niên rất là căng rồi, mổ vỉa bắn trăng cắt kiểu con đà điểu rồi. Rồi thanh niên nói đã đến vào đến chỗ ơi. Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vãi thật. Rồi thanh niên Kaguya bắn trăng sao các kiểu rồi. Đấy xà, chuẩn bị hồi chiều cuối rồi. Úi rồi được lắm. Nào chặn, chặn Uti nào. Uti chặn chiều cuối nó có lùi không? Anh kia tỉnh thế, đứng yên tại chỗ rất là hay, rất là tỉnh. Nhưng mà mình đã bắn được rồi. Rồi thanh niên kia, ô đã đi đâu rồi? Rồi thì mình cho các bạn biết nhá, nếu mà các bạn chơi map này những con pháp sư mà nó đẩy đường hiếu thì các bạn nên lên đổ sát thương nhá. Đấy, tiền nó tăng nhanh thôi. Rồi Kaguya rất là hổ báo cậy Minh Châu à. Cậy Minh Châu này. Ui rồi. Đội thì vừa rồi nó được điều chỉnh sức mạnh một chút nhá. Thì cái chiều bắn thứ nhất ấy, nếu mà bắn trực diện thì nó sẽ không được nhiều sát thương đâu. Nhưng cái tia bắn tóe của nó ấy thì mới được nhiều sát thương. Rồi đánh nhau thích quá, trời nội ỉa máu sướng hoa nên là không muốn vào rừng farm. Rồi thanh niên Anuti của đội chết rồi. 2-0-0 rồi. Rất là đã, thì mình sẽ đổi cái giày pháp sư thành cái giày giảm hiệu ứng chế nhá. Kaguya nó choáng rất là kinh khủng nên là anh em chơi cái này nên là đổi, nếu mà gặp con hiệu ứng chế kinh khủng còn làm rất là nhanh thôi. Rồi tem mình ăn được 3 và tem Kaguya ăn được 1 mạng. Và Kaguya thì mình để ý là thấy con anh như là lên sát thương đi rừng nhá, đi rừng lên sát thương. Rồi farm đã. Ôi nhanh quá này, một chiều cuối phát là trên này. Rồi ok, mạng thứ 8 rồi. Rồi tiếp tục ra đây. Ui hay quá, nổ này, đạn nổ này, đạn nổ này, ấy nhà bật bảo vệ các kiểu này. Kaguya thì nó trâu lắm các bạn ạ. Bật ulti, ui tỉnh thế nhỉ, không hack não được nó. Đây mình hack não nhưng mà nó thanh niên không có não, thanh niên cứ đến lên thôi. Rồi thanh niên Kaguya bị nội đuổi và đường vào ngồi. Úi rồi ăn chiều cuối chế độ. Rồi thanh niên kia đã liếm được mạng rồi. Chặn lính luôn. Rồi lính ăn phát này, gần chết luôn kìa. Úi rồi ôi tội, chơi chơi nội năm đội sướng thật thích các bạn ạ. Hết mana lại vào rừng phạm, tội gì ra đây đẩy đường cho sướng. Rồi ăn trúng không? Ui rồi trúng, tuyệt vời quá. Anh điên kìa, cứ rồi choáng làm gì, choáng để làm gì, ai bật luôn ulti kìa. Định hack nào, có hack được không? À hack được, hack được, hack được. Rồi chết nhăn răng luôn rồi, thích hổ báo này, cố với bắt bắn này. 3-0-0 tuyệt vời. Rồi tem mình đã chết 2 mạng thôi. Nhưng mà tem mình trụ thế nào? Tem mình trụ đường trên đang đẩy, đường giữa thì mình cũng đang đẩy. Rất là sướng nhá. Để thi cái chế độ này nó sẽ ra vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật các bạn nhá. Nếu các bạn thích hay comment để mình live stream cái map này nhá. Thì mình mới làm cái hack ở bên Trung Quốc là đồ tướng mình cũng chả có các bạn ạ, mình chỉ có 4-5 con thôi. Đấy, cũng chưa mua con nào cả. Thì đây là những anh em ở bên Trung Quốc người ta chọn thì mình vừa theo thôi nhá. Đấy, chơi không có tướng thì không được bình chọn. Thì cách chơi của map này thế nào? Vào thì 5 đứa, đứa nào thích chơi chọn, con đứa nào thì chọn. Đấy, thì nó sẽ ra đu nhá. Đấy, tổng biến lên. Ui, thanh niên tỉnh thế, bật ngay chiều cuối. Và đây ăn combo của mình là thanh niên lên bảng đấy. Ui, ăn cái tia 400 máu các bạn ạ. Bật cô ở đây ném trăng à. Bật chiều cuối có hack não được không? Ba nó tỉnh thế, nó cũng không thèm hack não luôn. Ai thường cái hồi chiêu liên tục các bạn ạ. Đấy, cái đồ đi rừng nó hồi chiêu này, mình cái đồ mình hồi chiêu nữa. Rồi lên được cái đồ này rồi, cái đồ này cực kỳ sướng luôn. Có giết được không? Không, nó lùi về rồi, tỉnh thế. Tạm lính anh em ạ. Rồi thanh niên đội kia thì tiện mình chơi tái con bạch tuộc rồi, tuyệt vời. 6-2 rồi. Về cuối thì Kaguya nó rất là mạnh nhá. Ui giời, thanh niên này lên sát thương chắc rồi. Lùi, lùi, nổi chết đi, chết này. Này ulti này, ulti của Kaguya thì dây đầu này nó sẽ yếu một chút. Đây trong map 33 là 55 thì nó bị tham được nhanh và tiền nó nhiều thế này nha các bạn. Ở này map khác thì lâu lắm ấy nên là chú ý. Tham được hồi máu cũng không được nhanh lắm. Để tranh thủ đi farm thì các bạn mối luôn. Nổ combo liên quan sướng. Rồi thanh niên thanh niên đội của bên mình đã bị dụ nó bắn chết cơ. Vãi thật quá kìa. Này này, nội trong bụi nó bắn ra cực kỳ là một nỗi ám ảnh. Hất ra nào, nổ chết luôn, double kill. Rồi hai cái chiều cuối chồng với nhau. Boom. Rồi triple kill. Boom. Kinh quá. Nào ấy ở đây lũy tre lạc. Lũy tre lạc thì không tránh khỏi được yêu lực của hồ ly tinh đâu. Rồi ăn cái chung. Game này rất là hay nhá, được cái là khi mình lên sát thương phép ấy, bắn trụ có thêm sát thương phép nữa. Đấy, rất là hay. Rồi. Được lên cái đồ nữa rồi. Chặn cái con Kaguya luôn. Mày đâu rồi? Ra đây, đứa nào giết nội của tao? Chạy rồi, nhanh thế. Nó đã lỏ lên kia rồi. Bên mình đem mình đánh nội hầu như là mới chơi hay sao ấy, đánh nội trông có vẻ gà lắm. Rồi, con Kaguya nó lên sát thương hắn luôn. Mà nó farm đường nhanh thật. Để đúng con này rồi. Có hành não được nó không? Chết rồi. Ôi ôi ôi, em xin lỗi. Chết. Ôi đồng thế, lại tốc biến lên đây nữa. Rồi. Rồi, dù chết là phải cho mày ít máu. Có chết được không? Một chút nữa kìa. Anh em lên đi. Ôi giời, thành viên nội này sao được im này, bắn chay này. Ôi giời, 10 không rồi, Kaguya gỡ được 10 không rồi. 10 mạng, trong khi đó mình ăn 7 mạng của tem. Đây người ta bảo là gì? Không trợ tem địch mạnh, chỉ trợ đồng đội. Đồng đội không biết chơi. Nào, đẩy trụ đi. Đẩy quá rất là nhanh luôn. Thanh niên trụ kia này. Nên Kaguya đang đuổi. Ui giời, nó bắn một phát này. Mà ấy. Đội có chạy được không? Nói chung nếu mà giao tranh tổng thì nội phải chơi khôn một chút các bạn ạ. Nội mà cứ chơi tù Kaguya nó choáng liên tục là chết đấy. Nào, may vào đây. Trời ơi. Ấy à. Đấy, cái trời thời gian mở cái chiêu con Kaguya ấy nó có thời gian hồi đấy. Nên là ta bảo vệ bạn á. Mày bảo vệ bạn này. Đây cái chiêu vòng của con đội này khi bắn chiêu một trúng ấy nó cũng kích hoạt nhá. Chút máu thôi kìa. Có giết được nó không? Ai à, ui thành đi này lên AD đây. Đúng không? Đấy à. Tao khô máu với mày luôn à. Mày à. Đây thế. Farm con quái này nào. Ăn luôn bạch tuộc. À. Ăn luôn bạch tuộc anh ạ. Ngành phết đấy. Chiêu cuối được của đội này thì các bạn nên lên cái bảng ngọc ấy, cả thời gian hồi chiêu ấy. Đấy, nhanh nhất có thể nhá. Vì nội này đánh những con quái lớn thì nó không được tốt lắm đâu, tại vì cái chiêu 2 của nó không vào được quái lớn. Ê. Rồi. Nội kinh thật, đội màu xanh kinh thật đấy. Con bài nội này thì bên chơi vào Trung Quốc ấy, họ đánh cực kỳ nhiều luôn. Mỗi tội pháp sư là không có hút máu đâu. Bất lợi chỗ đấy này. Rồi trên chiến trường thì nội nhà mình đã chết liên tục rồi. Nội chết liên tục và bên Kaguya đã giết được 14 mạng rồi. Cũng hiểu theo nội nhà mình chơi kiểu gì. Rồi, thả bạch tuộc ra. Dồn nén nào. Dồn nén sự căm phẫn nào. Hỡi bạch tuộc, ăn đi nào, ăn trụ đi nào. Lại đây em, úi ôi, nó đi lệch một chút, trượt tiếc thế mẹ cha. Ấy à, lại gần đây. Lại gần anh yêu ạ. Anh em. Rồi, bật ulti nào, hồi nhanh lắm, 15 giây thôi. Ui đã thế. Rồi. Ôi chúng nó đẩy lính nhanh thế, mẹ bắn một phát, chết con quái thì đánh kiểu gì? Đánh trụ đã, không đánh lính, không đánh người. Rồi, ok, tuyệt vời. Đấy, may mà cái lên cái giày đấy các bạn ạ. À, cái con kia nó lên cái kiếm kháng phép rồi. Rồi, bây giờ bán cái đồ rừng đi. Lên cái quạt đi. Bán đồ rừng đi các bạn ạ. Không cần thiết đâu. Lên cái này đánh thêm phần trăm máu con Kaguya. Cuối game nó bật chiều cuối lên ấy. Không nhiều sát thương đâu nên đánh theo phần trăm máu. Ui rồi. Từ trong bụi đi ra một con ma. hai bên trao đổi chiêu thức và cuối cùng này bình thường thôi. Nào ấy ấy, trời ơi, chân này thì hack não được rồi. Ui lại có Kaguya đến, chạy anh em chạy đi, chạy chạy. Đây, đây. Hấp hấp trên con này, hấp trên con này. Đây rồi, ai ạ, bắn ai đấy? Ghê quá, nó ghê quá. Ui giời, ít máu. Có chạy được không? Tốc biến vẫn chạy được. Vâng, thanh niên nội đã hy sinh rồi. Lùi lùi, lùi nhanh anh em. Nó một chiều cuối lên nó là lía mình đấy. Con này, cái con nội phải vừa lùi vừa đánh các bạn ạ. Chứ chơi hổ báo không được đâu, 18-8. Thế trận này căng thế nhỉ. Rồi tí nữa mình sẽ phải bán giày mất. Người sát thương lên này dồn không đủ chết con Kaguya. Rồi mẹ, hai thanh niên lên AD luôn. Rồi bán giày đi. Và lên cái trang bị làm chậm đi. Hôm nay thì mình sẽ câu kèo các thứ. 1.500 máu của bà con thì lân luôn. Ui nó cướp anh em ạ. Các đây bọn này đi đứng có tổ chức. Nào nó lùi rồi mà nó cướp mất con quái của mình rồi. Thanh niên ở nội ở giữa bị hấp diêm rồi, chỉ cần hai đứa chơi nội như mình thôi, là ok ngay. Chúng nó ăn rồi. Vãi anh em, ăn rồi, người đâu ra đây, nó ăn rồi, tôi bị choáng rồi, không chạy được, nó thiêu đốt luôn mà, nhanh ơi. Ôi ôi đấy, nội thì không lên sát thương thì sẽ ăn những con tiêu lớn chậm. Bây giờ nó lại bật chiều cuối lên này, lùi anh em, làm gì ở đây dìa nhau á, này, chết đi này, ôi trâu thế. Úi trời ơi, liếm thôi, ở ngoài mới liếm anh em ạ. Rồi xong rồi. Trận này khó rồi. Bắt được con ô đồ này. Tôi đi về. Hút đổ mình mở bắn nó không thấm. Mình thì có một thanh niên cũng lên sát thương. Nhưng mà mạng 36. Để sát thương người này. Cẩn thận tí, ôi thanh kia. Đồng đội này chán quá. Tôi không than nữa. Có thế nào thì thế thôi. Nó pick nội cho mình chơi là được rồi. Thanh niên đánh hay thế nhỉ, dình trụ mà đánh này, ôi giời, vẫn lên liếm được cái trụ mà nó bật luôn chiêu cuối này. Mày á, bật chiêu cuối với ai Nào mày lui đi, mày lui một phát đi là mày chết. Kinh thường nhau á. Vào đây, quái vào đây. Trụ tao đây này. Thanh niên nội kia chơi kiểu đẩy lén nhá. Rồi nội đã giết được Kaguya ở trên kia kìa. Ngày quá. Rồi đường dưới đẩy thôi. Mà không có hút máu rồi. Lên cái hút máu thì sát thương nó không được ngon lắm đâu. Mình trên pháp sư mình ít lên cái đồ hút máu lắm. Lên cái đồ đánh theo phần trăm máu thì nó hay hơn. Rồi bảo vệ trụ nào. Thấm đây. Thấm đây. Bật chiêu cuối đi em. Bật chiêu cuối đi. Cô bật chiêu cuối đi em này. À chạy được rồi. Rồi. Rồi thanh niên cũng tốc biến rồi. Nào hack não nào. Hack não nào. Ôi chúng rồi. Mà được rồi. Mà nó còn chiều chán thế. Xem nó đâu rồi nè. Xem nó về rồi. Nhà chính kia anh em. Nhà chính kia. Đây còn anh kia buồn. Đấy con nội này thì các bạn sẽ cộng vào chiều như thế nào. Thì chúng ta sẽ cộng vào chiều 1, sau đó chiều 2, chiều 3 theo thứ tự luôn nhé. Thôi đứng ở đây là gì đó luôn. Cẩn bật 5 con nào thì mạnh. Nào đứng ở đây là gì đó thôi. Anh em lui, lui mẹ nó lên, nó vỉa cho này. Đấy, thanh niên này. Nhìn cách di chuyển, biết ngay ngáo ngáo này. Có tốc biến thì sống, không có tốc biến thì... Ui dồi, nằm đầu tưởng tượng nhá. May mà mình có cái làm chậm đấy. Lên đây mà giết này, ai tốc biến á? Tốc biến á? Trời. Vào đây. Vào đây này. Rồi. Ui dồi, thanh niên kia. Sao lại để nó làm choáng thế? Nội nhà mình đến rồi. Mình sắp hồi chiều cuối rồi. Mình sắp hồi chiều cuối rồi. Rồi thanh niên lao lên hết. Rồi. Chè nó chồng này này. Chạy nhanh đi hồn kịp này. Chạy nhanh đi. Ai ạ, ai ạ. Ui dồi. Vãi. Còn một đứa nó sổng 15-1. Trời ơi. Anh Nam Nội sướng lắm các bạn ạ. Nhưng mà Nam Nội này, nếu mà gặp cái bọn Châu Châu thì nó la vào thì đó đấy. Thề luôn, nếu mà gặp cái bọn mà nó Châu Châu ấy, như con Yamawaro các kiểu nó la vào thì rồi, ui rồi. Ăn một cung chiêu cuối rồi này, mất 1/4 máu này. Rồi bốc hơi luôn này. Chạy đi này. Bên mình thì đã ăn được 2 cái trụ hai bên rồi nhá. Đấy thì các bạn khi chơi trên trò này thì các bạn này, các bạn nên là ăn cái trụ hai bên, trụ giữ ăn sau được. Trụ hai bên là nó quan trọng nhất đấy. Đội đánh sướng đấy nhỉ. Choáng. Ui, ném cân lực này. Chạy. Ném đi này. Tại mình có lên đồ máu nữa các bạn ạ. Lên đồ máu nên là không được máu đấy. Quyết tâm nó ăn còn đấy thì mình chịu được ngay. Hồ báo khóc luôn. Ai ạ, ai ạ. Hồ báo đi em. Mày có giết được nó không đấy. Đi nào. Đi. Chết này, này thì hồ báo này. Rồi thanh niên nội, nội làm gì đây. Vãi thanh niên nội kia. Vào cái nhà để đánh nhà chính nữa. Vãi thật. Rồi nhà đây đỉa máu thôi. Khó ăn lắm, khó ăn nhà chính lắm. Lùi 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 nó ra khỏi anh em ạ. Về hết máu. Đừng có ham các bạn ạ. Nếu mà mình hết máu thì thôi về. Đừng có ham thật luôn. Chơi cái này chơi bình tĩnh, mình giải trí mà. Không ham hố gì cả. Đấy, nội thì các bạn nên là dùng cái bảng hoàng chẳng phải gắn chiều nhé. Đấy, và bằng 2 viên tăng sát thương phép này, 2 viên hồi chiêu này. Tiếp theo là 2 viên tăng sát thương thì thời gian hồi chiêu mắc này. Đấy, 2 viên tốc độ chạy nên là nên tốc độ chạy nó cơ động hơn. Nó đi thả chiều cuối nó đi ganh tốt hơn. Rồi, phía đường dưới hai nội, hai Kaguya đánh nhau nhưng mình sẽ không ra đường hỗ trợ nữa. Mình sẽ đẩy nhà, game đẩy nhà mà. Rồi ma nó để được lính nhanh thế nào ra đây, ra đây. Úi trời, bạn combo mất 1/4 máu này, không kệ được rồi. Thả nhiều thôi, cái nội này phải thả nhiều. Đưa ăn cái bùa đi thời gian chiêu và năng lượng này. Mình chơi nội gà thôi nhé, không phải pro gì đâu. Đã đánh nhau rồi. Nội kia là nội lên sát thương, nó vào bắn tay các bạn ạ. Nào, ăn choáng thì sao định. Bạn ăn choáng các bạn. Ui, ui, thanh niên này hít máu rồi. Nó nam hố này. Nó một chút chiếc cuối rồi. Đấy, chung nào, đấy lính nào 16 một năm rồi. Vãi thật. Thề lúc chứ đi loạt cả lên tèm. Không biết một tin thể thống gì cả. Để đánh đơn thì nói thế thôi các bạn. Cái này các bạn có thể party được nhá. Trong ô tuyệt vời, trăm cái chữ rồi. Vườn không nhà trống rồi. Nhưng mà những cái độ này mà nếu mà bị quét xanh ấy, hay mất Orochi thì vẫn có thể là được thế cờ nhá. Rồi nào ra đây con này sợ. Bây giờ mình chạy vô đồng đội ăn Orochi hoặc là giết được người mà ăn nhà đấy, chắc ở đây thôi, tạo áp được các bạn ạ. Nội nó khép góc tạo áp được kinh lắm. Ui, nghìn máu kinh quá, kinh quá. Rồi anh em ăn Orochi không? Ăn đi, ra đây xem nó có ăn con điên đâu nào. Ok, không ăn. Ăn Orochi anh em, ăn Orochi anh em. Mình ở đây mình khép góc tạo rồi vẫn trúng. À, nó biết rồi, nó biết rồi. Nào, mày, mày vào đây. Ui trời đồ, chạy, tốc biến đi. Chết rồi, vẫn bị choáng. Anh em chạy đi, chạy đi, chạy ngay đi. Rồi, một thanh niên đội đã chết rồi. Hai thanh niên đội đã chết rồi. À, tốc biến lên làm gì? Làm gì? Ui, nó bắn kinh đấy, choáng lâu thế. Vãi. Rồi, thanh niên giết mình cũng chết và bên mình đã ăn được con Orochi các bạn ạ. Rồi mất 3 đường thì chắc chắn bên Kaguya sẽ thua thôi. Win. Đấy, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và ủng hộ cho mình để mình làm thêm những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.